cho đến ngày hôm nay là một cái con số rất là đẹp, tròn 5 năm, 5 tháng. Trong đó có hơn 4 năm ở tập đoàn Nguyễn Hoàng và hơn 1 năm ở trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Thì khi ấy tôi đang là phó tổng biên tập của báo Sức khỏe và Đời sống, hai cái lĩnh vực mà tôi rất là tâm đắc và tâm huyết và rất là thích, đó là cái lĩnh vực y tế và lĩnh vực giáo dục. Cái nơi mà tôi thường xuyên tiếp xúc thầy thuốc là các cơ sở y tế, là người dân, là học sinh, sinh viên. Cái công việc của tôi là những cái dự án truyền thông, là những cái dự án chăm sóc sức khỏe cộng đồng, các cái hoạt động, các sự kiện nó gắn liền với con người. Thì tôi muốn mình thay đổi một cái môi trường một tí xíu. Đó là cái lĩnh vực thứ hai mà tôi rất là yêu thích, đó là lĩnh vực giáo dục. Có thể nói rằng cái khoảng thời gian mà tôi quyết định chuyển hướng qua lĩnh vực giáo dục và bước vào làm một cái thành viên mới của tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng, thử thách áp lực do cái môi trường công việc nó khác với cái môi trường công việc cũ, nó nhiều áp lực hơn, và đặc biệt là nó đòi hỏi một cái kết quả rất là rõ nét, một cái kết quả để tạo sự khác biệt. Tuy nhiên tôi thấy mình rất là may mắn. May mắn là tôi được sự đón nhận của ban lãnh đạo của tập đoàn. Tôi còn nhớ, không bao giờ quên, cái ngày mà tôi nhận được cái lời đề nghị từ vị lãnh đạo cao nhất của tập đoàn, mong muốn tôi nhận một cái nhiệm vụ mới tại trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Đó là vị trí phó hiệu trưởng phụ trách tuyển sinh truyền thông và chăm sóc sinh viên, trải nghiệm sinh viên. Và đầy lo lắng, tôi sẽ phải làm như thế nào và tôi sẽ có thể làm tốt cái điều đó như là cái sự kỳ vọng, như là một cái sự tin tưởng của lãnh đạo tập đoàn. Chính vì những cái điều lo lắng băn khoăn đó khiến cho tôi gần như là mất ăn mất ngủ, và cái sự quyết định đó nó đến cũng rất là nhanh. Vài ngày sau tôi đã nhận một cái quyết định chính thức để bước về trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng một cách nhanh chóng nhất. Đôi lúc tôi đặt ra một cái câu hỏi rằng là không biết là tôi đã đủ cái sự trưởng thành, tôi đã đủ cái độ chín để có thể đảm nhận một cái vị trí này hay không. Bản thân tôi tự đặt cái câu hỏi đó trong tôi. Tôi là ai của ngày hôm nay? Tôi sẽ làm được gì cho trường trước một sự kỳ vọng, trước một cái quyết định, một cái trọng trách mới như vậy? Tôi được sự ủng hộ của ban lãnh đạo tập đoàn, và tôi nghĩ rằng là với một cái sự quyết tâm, sự tập trung, sự ủng hộ, thì tôi nghĩ rằng là tôi sẽ làm được tốt cái nhiệm vụ này. Ở mỗi vị trí, mỗi vai trò nó có một cái trách nhiệm, và mình phải hiểu được cái con đường của cái vị trí đó, của cái chức năng nhiệm vụ nó đi về đâu. Phải chăm sóc cho sinh viên cảm thấy hài lòng, cảm thấy hạnh phúc trong suốt quá trình học tập ra làm sao. Và khi các bạn đã hài lòng, hạnh phúc trong quá trình học tập rồi, thì cái đầu ra của các bạn như thế nào, được xã hội đón nhận ra sao, các bạn có việc làm hay không, và các bạn trở thành những cái alumni tài năng để tiếp tục quay lại cống hiến cho nhà trường. Nghĩ rằng là mình rất là nhỏ bé, một mình không thể tạo nên một cái kết quả tốt được, mà tôi cần phải đi chung với các bạn, đồng hành cùng với một tập thể. Và tôi nghĩ rằng cái sứ mệnh của mình sẽ là một cái sứ mệnh phục vụ cùng với mọi người, để tôi có thể giúp và góp một phần bé nhỏ của mình cho cái sự phát triển của trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng nói riêng và tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng nói chung. Nhân kỷ niệm 23 năm thành lập tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng, tôi xin kính chúc tập đoàn ngày càng phát triển bền vững và mang lại nhiều cái giá trị nhân bản cho xã hội. Nếu không làm giáo dục thì làm lĩnh vực gì? Không làm lĩnh vực gì nữa hết. Yêu giáo dục cho tới tận cùng.